Mai rất là to mà anh nhớ anh rất là nhỏ bé mà tên đầu ngọn rất là đẹp nha. Vắng 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 thì theo. Nhưng mà em nghĩ là cây đó là mới mắc nhất anh ạ. Tại vì độ tuổi nếu như mà cái vòng eo á to á là độ tuổi của cây mai á là cao, mà cao là giá càng cao. Anh bố phát hiện cây mai kêu em Thái tới cả nhà. Rồi ở nhà thấy không? Quay gốc nè. Anh ướp thử vòng eo của cây này nhiêu anh bố. Nếu mà ấy là phải hai gang tay không? Hơn á. Hơn à. Hơn. Hơn anh à. Hơn. Hơn. Xây vô cái lỗ anh. Xây cái. Đó. 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 Vui bỏ. Đó. 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 Hai siêu cả nhà đã đến với kênh Thái Nhà Biển. Cả nhà ơi, cả nhà nhắc anh bốn đại dương rất là nhiều luôn. Sau bữa cơm ăn cùng với ba Thái á, là anh bốn ghé nhà Thái là một ngày trước, là hẹn anh bốn là để quay một video gửi đến khán giả cũng như là quý cô chú với anh chị trên kênh Thái Nhà Biển. Nay là trời gió rất là nhiều luôn, tí nữa Thái sẽ dắt mọi người ra xem biển thế nào. Anh bốn còn đi biển mà anh chắc là nghĩ luôn em mà ngày hôm qua là đi lặn vô cũng có đồ mà đều là già sò rồi hơi dĩ. Giá rẻ càng ngày Tết á rồi hơi là dĩ. Như bây giờ chắc về ăn Tết luôn rồi, trà thúng rồi lấy gương lấy giày về cắt hết. Ở đây là hai trái châu mà hôm qua là Thái cùng với chị Hai mua. Hai trái châu này là 300.000 đồ. Một quả là 150.000 treo đằng trước nhà. Đẹp mà. Hiện tại là nhà của Thái đây là Thái vừa xây tầm khoảng 2 tháng trước. Hình như thay lúc tháng 7, trong quá trình xây là hơn 1 tháng nữa. Nói chung là tầm 2-3 tháng trước là Thái vừa nhà đây là ngày xưa là nhà của má vợ của anh bố đại Dương. Sau đó là bán lại cho Thái miếng đất này, sau đó Thái sẽ xây nhà lên và tặng cho bố mẹ. Thì thấy nhà mới thì đi về quê không khí Tết là thích mua châu. Trong châu là có gì? Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, an khang thịnh vượng. Ồ hay à. Em thấy nhiều nhà treo thấy đẹp quá em bắt trước. Anh cũng định kêu mai chị Tư mua cặp về treo á. Cái này em làm nè anh. Em làm hả? Dạ, em mua keo nến về xong rồi những lon nước ngọt. Cái bộ này á, là ở trên mạng á, là bán là 35.000 một bộ trang trí hoa. Rồi sau đó là em mua thêm nước ngọt được tặng ở nhà mình ấy. Đây, đẹp không anh bố? Đẹp. Đây, em làm á, em làm được ba tháp bên này nữa này. Trang trí rất là ok. Rồi sáng là em với ba với má là lau các tủ. Đây là nhà Thái là theo đạo Phật cả nhà. Em cũng mua cái bình này nữa là cả nhà 100.000 là lúa với lại cái bình loại thế này. Em đang định dụ anh bốn là đi qua tham quan chợ đêm. Được. Chợ đêm tại thị trấn Liên Hương. Anh bố biết gì không? Chợ đêm tại chợ hoa Tết tại ở Sài Gòn rất là đẹp. Và nhiều cây bưởi nè, bưởi diễm á anh. Nói chung là anh có coi kênh hết, kênh nào cũng đi quay rất là đẹp. Ok, thì Sài Gòn là anh coi kênh Dũng Diễm rồi kênh em rồi kênh Phan Thị Lộc, nói chung là coi nhiều kênh rất là nhiều. Dạ. Anh cua đó. Hôm bữa em quay được hai cây quýt to như cái lọ hoa. Cả nhà muốn xem chợ quê gọi là chợ quê hương của Thái hay được gọi là chợ quê gọi là chợ hoa thì khác gì ở chợ thành phố như thế nào, thì cả nhà cùng với anh bốn đại dương và Thái Nhà Biển đi qua thị trấn Liên Hương xem chợ hoa ngày Tết bên đó có những hoa gì nha cả nhà. Và em Thái sẽ xem thử có cây nào vừa tầm túi tiền của mình. Mình sẽ làm một cây để giữa nhà cả nhà. Đúng rồi, anh vào để anh chiếc cây tắc nhỉ thôi. cây tắc mai em có đó. Mua một số cái chem để trang trí cây tắc sẵn nè anh. Gì anh? Dạ đây này anh xem ở trong á. Mấy này à? Đây là Thái có mua hai chú mèo nữa. Chú mèo năm mới là treo trước cửa. Đây là cái năm mà sau 7 năm mà Thái kinh doanh ở Sài Gòn thì Thái mới về quê là trước Tết. Đúng thường rồi. Là mấy năm trước á là Thái thường về sau Tết mấy cả nhà. Mấy này mình để hoặc như là cây tắc, cây mai rồi á. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Mấy này là 10.000 một sâu á. Năm mới cái gì cũng vàng ha. Năm mới cũng phải vàng nhá. Phải lấy lộc tài phát lấy vô đầy đủ chứ để gì đúng không? Dạ đúng rồi em mua nhiều á. Giờ mình đi qua
Liên Hương anh ha. Đúng rồi, đi qua đó anh quay chợ hoa cho anh lặng luôn ơi. À, giờ hai anh em là đi qua Liên Hương mà nghe cái chảo nghe cái chảo thơm thơm cả nhà ơi. Ở đây nè. Đây cá gì anh? Cá đồng. Cá đồng ướp hành. Ướp hành. Đồ, món này quá. Món này hết cơm. Món này là hết cơm luôn á. Em thấy cũng rất là thèm cả nhà ơi. Thơm, nẹ nồng luôn. Này là tranh thủ đi qua tham quan chợ bông xong rồi tí nữa hai anh em về ăn tối. Trời ơi. Chiếc xe của em Thái cả nhà. À, má đang nấu cơm. Đây biển nè, sóng đánh nè. Nói chung là trời hôm nay là lừa nha. Trời gió đánh xếp lên bờ luôn cả nhà. Trời hơi động cả nhà ơi. Trời ơi, như mà em phải nhớ hai anh em mình đi ra Trang không? Dạ nhớ. À, là cũng y tựa tựa như vậy là đều nha Trang cái chứ là dữ dội. Ở mình là nó bị phức mũi dinh nữa. Dạ. Là nói chung là thời tiết ở đây là không bằng ở Nha Trang. Nha Trang rất là mạnh, còn ở đây thì động lừa như gì là chắc đa số ở đây cũng nghỉ biển hết luôn à. Mà hôm nay là đã 28 Tết cả nhà ơi. Này, coi sóng biển nè, lần đánh là lên trên này luôn. À, thúng của anh ba, thúng của anh ba neo ở ngoài đó cả nhà, chắc là nguy hiểm. Giờ mình let go anh ha. Mình xuất phát qua vườn hoa chợ hoa đi. Ok, xuất phát. Let's go. Hiện tại là sau khi là 5 phút chạy xe là hai anh em Thái là đã có mặt tại chợ đêm hay được gọi là chợ bông, chợ hoa ngày Tết ở thị trấn Liên Hương cả nhà ơi. Và đằng sau Thái đó là công viên được trang trí mừng đảng mừng xuân Quý Mão 2023. Và bên hiện tại Thái đang ở trục đường là trung tâm của thị trấn Liên Hương luôn cả nhà. Đây cả nhà. Hai bên đường là bây giờ là Thái bên 4 là đi vào lúc là 5 giờ chiều. Thì khung giờ này á, là tập trung cũng rất là ít người cả nhà, ít khách luôn. Đây. Phía trên này là đố anh 4 là hoa gì nè? Đố anh 4 những miếng hoa này anh giờ chắc cũng chưa biết luôn. Đây, lần đầu tiên cũng thấy hoa này là hoa gì. Anh bốn định hỏi là hoa này hoa gì, nhưng mà em Thái lặng lặng nghe là nghe chị nói là miền Nam và miền Bắc là có những tên luôn. Theo em Thái biết đây là hoa ly, hoặc là hoa gọi là hoa ly ly. Thứ hai nữa là thuộc một loại hoa lo kèn, giống như là báo hiệu năm mới đã đến. Nếu như mà Thái không nghe nhầm là thường là các thầy bên Phật giáo là rất là tôn nghiêm về sự hoa ly, nó rất là biểu tượng trưng, rất là hay. Đây cả nhà. Tết đến là mọi nhà thường mua là những hoa ly về trưng, tại vì tượng trưng cho một mùa thơm thơm tho, thơm nức nở của năm mới cả nhà. Rất là đẹp luôn. Nó lỏng lẻo rồi. Dạ, nó trồng bằng sơ dừa nên nhìn nó lỏng lẻo. Hello chị chủ nha. Dạ, em chào chị. Thường là một chậu là bao nhiêu tiền chị? Dạ, 100 ngàn một chậu anh ạ. 100 ngàn một chậu anh chị ha? Dạ, thường thường là 100 ngàn một chậu. Dạ, đây là hoa ly là 100 ngàn một chậu là tầm khoảng 3 cây cả nhà. Này, rất là đẹp luôn. Ly này được gọi là ly gì chị? Dạ, ly lùng. Ly lùng. Ly lùng. Dạ. Này rất là đẹp mà màu cam nữa. Dạ chủ lùng, bán cái gì nó cũng lùng luôn. Thậm chí em trồng dạng thợ nó cũng ra lùng như vậy luôn. À cái này là chị tự trồng luôn. Dạ đúng rồi. Em cảm ơn chị nha. Dạ. Cả nhà ơi, nếu như quý khách mà có ở Liên Hương á thì cả nhà có thể ghé ngay công viên và đối diện là khách sạn Hồng Đức cả nhà. Nơi đây là tập trung bán hoa rất là nhiều. Giờ thì hai anh em sẽ đi dạo một vòng ở dưới. Anh bốn đâu rồi ta? Anh bốn nè. Anh bốn vắng lâu quá rồi cả nhà ơi. Bây giờ em nó Sài Gòn mới Sài Gòn, nói chung là mình nói tiếng mình đi. Ở dạ. Sài Gòn mới về gặp anh Tư sẽ qua chợ hoa ở bên Lưu Hương. Ồ, cây mai kìa anh, mai nhỏ. Mai nhỏ này. Mai này chấp rất đẹp nha. Mai này đúng tầm một luôn là nó nở là y bài luôn. Wow. Cái này là mai là ở dưới gốc rồi cả nhà. Đây mai nhỏ mình thường để những cái bàn ở trên hoặc là bàn phòng khách. Rất là đẹp luôn. Đúng rồi. Chắc em nghĩ là tầm khoảng là 30 Tết là nở ra đẹp nè. Đúng á.
Anh nghĩ như như vậy á. Dạ. Một chậu mai nhỏ thế này là bao nhiêu tiền em nhờ? Chậu lớn 400, chậu nhỏ là bao nhiêu? 350. Ồ, cũng vừa túi tiền ở nhà ơi. Rất là đẹp luôn. Đây mình khách đến là nhiều anh bố. Đây là mình cứ quay mình phải mình coi thử cây nào ăn ý với mình làm một cây. Dạ. Làm dạ, một cây mùa xuân. Hai anh em là sẽ dạo quanh chợ hoa Liên Hương. Xem thử có cây nào đẹp không. Ở đây có một cây đang nở nè. Cây đang nở nè. Cây này tới mấy cánh luôn mà bông rất là to. Đẹp ghê ha. Quá đẹp. Cái cô chú đang mua. Với số tiền mà 300-400 nghìn một cây thì cũng vừa túi tiền ha anh Bốn ha. Vừa túi luôn em. Cái búp to lắm, rất là đẹp. Chắc hay nữa có lẽ anh phải chọn một cây. Anh chọn về... một cây về tặng chị Tư. Anh chọn một cây về năm Tết mới, anh ha. Về Tết. Nếu mà mình chơi xong rồi mình bỏ xuống đất mình trồng luôn anh Bốn. Được không? Được, nó vậy có rễ dữ mà. Vậy là mình có thể là mình bồ chơi Tết và bồ trồng ở nhà vườn cho anh Bốn luôn. Anh Bốn có dãy mà. Anh Bốn có dãy mà. Wow. Bên này là hoa này là hoa hoa cúc anh hả? Hoa cúc anh. Hoa cúc lớn. Ồ, ở đây là thấy có những chậu bonsai nè. Gà nữa không? Gà. Này những gà mà. Gà, gà bảy cánh á. Con này là chắc là con hươu nè. Đúng rồi, con hươu. Đây con hươu này thấy bay gì cái ở nhà nhận ra được con hươu không? Mà quan trọng mà biết con gà nào gà trống là gà mái này. Vậy theo anh là con gà nào là con gà mái, con gà nào là con gà trống? Anh cảm nhận là thấy gà trống hết quá, không thấy gà mái. Bởi vì nó không có trứng anh. Nó không có trứng. Đây. Không biết là một cây như thế này là bao nhiêu tiền cả nhà. Cây này gọi là cây gì anh? Hoa ngọc tú. Cẩm tú à. Em có cẩm ly. Thường là một cây là bao nhiêu tiền chị nhờ? 100 ngàn một cây thôi. Wow, quá là rẻ luôn. 100 ngàn một cây. Là cây tạo kiểu cũng 100 luôn anh chị ha. Dạ. Dạ, kênh của em là Thái Nhà Biển ạ. Dạ. Bên này là hoa cúc anh. Này cúc lớn. Và khi mà mình tháo cái sợi dây ra, xòe ra rất là đẹp, bung ra rất là đẹp. Bên này có những cây tắc nữa nè. Wow. Dạ kênh Thái Nhà Biển ạ. Ồ, những cái trái này là chín hết rồi là không nên mua đúng anh Bốn? Những trái này là chín rồi cả chín nhà. Rồi. Là mình sẽ lựa chọn những cái cây là xanh xanh một xíu. Xanh như gì rồi nè. Bên này xanh quá và bên này vàng quá, hai bên đều khác nhau. Dạ. Đẹp quá. Nhưng mà tắc thì chín hơi nhiều. Em Thái cũng định mua một cây để mang về cả nhà. Hồi chín quá ha. Dạ. Xì lớn nha. Cây này là chín quá anh ha. Chín. Mình đi tham khảo thêm một số vườn khác. Đúng rồi. Những hoa cúc lớn thường là những công ty á, hoặc là ngân hàng á, là trưng bày những hoa cúc lớn này rất là nhiều. Hoa này là 30 mùng 1 là nở xòe ra lớn rất là đẹp. Wow. Hoa này đẹp ha. Dạ, bên kia có mấy cây mai lớn kìa anh. Nhưng mình mấy anh em những mình nếu mà mình mua là mình chở về tặng nhà luôn á. Tiền cước là mình tự chịu. Tiền cước là mình tự chịu. 150 ngày một chậu. 550 ngày một chậu. Là một cặp là 1,1 triệu. Là thường là chơi một cặp anh nhờ. Đúng rồi. Dạ. Nay em đang đi tìm cây tắc nhưng mà tắc của mình hơi chín quá nhờ. Không, tắc Thái á. Thái. Tắc Thái là tắc ngọt á anh. Thái á, phải tắc mình đâu. Nó vàng, biết là nó vàng vậy nó không gì được. Dạ, thường một cây là bao nhiêu tiền vậy? Đó, có 1,2 triệu, có 800, có 900, có dạ.
là tầm 800 trở lên. Tắc tự nhiên. Tắc tự nhiên. Này, có khách nào vậy? Còn tắc về chơi xong là phút tắc đập ra mình trồng lại luôn. Dạ. Oh, hay là có gốc từ gốc tới ngọn luôn á. Nuôi có mấy năm lượng nó mới có ở đây được. Dạ. Yeah. Tại nó trồng cả mấy mẫu lượng. Nó mới dài gì cuối đầu nó khó gì nữa. Năm chứ. Dạ. Yeah. Như tắc bên kia thì nó tôi ghép rồi lấy thép nó cột qua, cái thiếu trái để cột qua còn ghép thả tự nhiên. Cây này là cây mình tự nhiên, khi mà mình chơi xong là mình bỏ xuống vườn mình trồng luôn. Dạ đúng rồi, chơi xong ra 3 ngày là mình bỏ xuống trồng luôn, ra trái luôn. Thì là cũng là một cây, cái cây rất là tùy theo giá đúng không anh? À, 800 có, 500 có, 1 triệu có. 500 thì không có, từ, yeah. Từ 900 trở lên, từ 800 trở lên đúng không? Ủa bên kia nó ghép không? Lấy thép nó cột qua không? Cột qua không? Còn đây là hết tự nhiên. Dạ dạ. À, một trong những điều mà anh đây, anh chủ chia sẻ đó là cúc pha lê không anh? Cái gì pha lê à? Hỏi pha lê à? Bên bên nào anh? Ở vàng vàng pha lê. À bên vàng vàng này là cúc pha lê cả nhà. Bên này. Cúc pha lê. Còn cúc này là cúc gì ạ? À? Cúc thường. Đại đó. Cúc đại đó nữa hả? Đây đây cúc đại đó nè. Anh ơi, anh có thể đọc số điện thoại để có khách mà ở Phước Thể hoặc vườn mua là có thể liên hệ anh. Dạ 0973 076 231. Anh đọc lại đi mà. 0973 076 231. Dạ em cảm ơn anh. Anh hơi ngại cả nhà. Đây là cúc thường này cả nhà. Là 1 triệu mốt một cặp. Chơi cũng rất là đáng cả nhà ơi. Cây này đẹp nè. Cây này pha lê. Ok. Dạ. Chấm giờ cây đi ba kia anh à. Dạ, chấm là phải chấm hai cây anh à. Chấm hai cái lưỡi quay em. Dạ. Cúc là mình chơi là phải chơi một cặp cả nhà. Wow. Bên đây nhiều nữa anh. Thì cả nhà có thể đi tham quan hết luôn. Xem chỗ cây nào đẹp. Yeah. Anh Hảo, xin chào anh Hảo. Giá phù hợp. Ai anh? Anh Hảo. Hello anh Hảo. Hôm nay anh buôn mai anh? Đâu có, anh tới buôn trà. Tới buôn trà, em tưởng anh buôn mai, em tới em kiếm cây nào đẹp đẹp. Tưởng, đấy là... Hai cây biếu không? Dạ, đẹp, rất là to luôn. Tôi tưởng anh Hậu tặng cho Thái anh cây. Wow, cây này hình chiếc tháp đó nha. Hình tấm giác. Anh Hậu ơi, một cây mai gì á, tầm khoảng bao nhiêu tiền anh? Một cây mai khoảng nhiêu rồi? Dạ. Được có cái là ghi giá nè. À có giá trên chậu. Một cây nếu mà một cây đẹp như thế này là 11 triệu cả nhà. Cây này là cao tầm khoảng 1m8, 2m. Giờ mình đang đột nhập vào một vườn mai. Ở đây là nụ là theo thấy nghĩ là sẽ nở tầm khoảng 30 là nở đến là đẹp luôn. Anh bố đây sao? À, anh thấy là cảm giác là Tết nhộn nhịp quá, mai cổ rất là đẹp. Nó lại hoặc như là bông hàng thọ hoặc như là những cây tắc. Nói chung là rất là ok cả nhà ơi. Ở đây Thái vẫn chưa tìm được một cây tắc hoặc là bữa diệp. Có thể là quê Thái là vẫn chưa về được những trái bữa diễm hoặc là những cái cây bữa diễm lớn của Hà Nội cả nhà, của miền Bắc vào. Ở đây Thái phát hiện có một cây mai là bông rất là to. Bông cực to luôn. Ồ, bên này nở nè. Dạ. Mai nở sớm à? Không, em nghĩ là có một hai cái nở rồi. Mà bây giờ đã 28 Tết rồi, em nghĩ là nở là vừa anh ạ. Đúng rồi. Là tầm khoảng mùng 1 quá là nở đầy cây luôn là đẹp. Rất là đẹp. Cái này... 11 triệu một cây thì em nghĩ là tí nữa hai anh em mình qua kia mua 300-400 cây về chơi trước. Ừ. Anh nghĩ ngày mai này biết mai gì không? Dạ, mai gì ạ? À? Mai thước bản, thẳng băng luôn. Ồ, mai thước bản này, cây này cả nhà. Mai thước bản cho ngộ không, tôn ngộ không đó nha. Thẳng băng luôn. Giờ mình đi tham quan thêm cả nhà ơi. Ồ, đố anh đây là hoa gì? Dạ, hoa gì đẹp đây thế? Đây là cúc mâm xôi. Cúc mà. Dạ, hoa cúc mâm xôi rất là đẹp. Ừ. À, một lần mà nở ra, anh thấy không, một cái chậu là rất là vàng, ươm luôn và xòe ra nữa. Em chào anh. Anh ơi, thường là cúc mâm xôi thường là bao nhiêu tiền một cặp anh nhờ? Dạ, cái này là chậu lớn là 250.
rưỡi, còn chậu nhỏ là 200 anh chị. Chậu lớn là 250, là một cặp là 500. Dạ đúng rồi chị. Còn dạ. Chậu nhỏ là 200. Cái cúc đây là ở dưới miền Tây tụi em mới nhập lên. Đồng Tháp anh à. Dạ ở dưới Bến Tre. Bến Tre. Dạ đúng rồi. Này cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn. Anh nhớ có một video của anh Dũng quay lên là vườn hoa Sa Đéc không? Là trồng cúc mâm mâm xôi cả nhà. Thì ở Vê Thái là đang có giá là từ 400 đến 500 ngàn một cặp. Nếu như mọi người yêu cúc mâm xôi á, thì Thái nghĩ là giá này quá là hợp lý luôn. Đây anh đang bán là bên hông của trường Lê Văn Tám. Em cảm ơn anh nhiều nha. Bên đây anh cũng có bán mai nữa anh. Anh ơi tầm một cây mai là tầm bao nhiêu tiền anh nhờ? Dạ đây là cách đầy đủ luôn. Cắt cái phần ghế là từng cây chục rưỡi, cây chục hai, hai chục rưỡi, một chục bảy, cái đầy đủ hết. Với lại đặc thù với lại hết cây mai mà nó bán nó cũng bự lớn. Ôi em thấy cây này là 3 triệu 2 anh. Dạ đúng rồi. Ô rẻ mà. Mấy cái tán đây hiện tại là nó đang nở hoa, với lại cái tán nó cũng rộng. Dạ anh ơi, cái cây này mình mua về á, dù mình có bỏ vô đất mình trồng lại được không anh? Được chứ, tất cả các cây đều bỏ vô đất trồng lại được. Anh ơi cây này đã có 3.2 triệu nè. Đẹp ha. Rất đẹp luôn. Em nghĩ là về nhà thảo luận với gia đình là nên mua tắc hay là mua mai. Tại vì tắc á bây giờ là đã 1.2 triệu rồi. Thì nếu như mình bỏ thêm tiền á và mình mua được một cây mai khoảng 3 triệu nữa. Thế thì chơi đẹp. Là đẹp luôn. Với lại mình về mình trang trí đèn led với lại mấy cái dịp ra câu châm ngôn như là phước lộc thọ hay là tiền tài tấn lộc, tấn tài tấn lộc ấy là nó làm cho cây mai nó nổi bật hơn nữa. Một phần nữa cây mai đây tụi em là nói chung là cũng là giống mai là xuất xứ ở miền dưới hết, tất cả khác hiện tại đều là xuất xứ ở miền dưới. Anh ơi, trồng mai này mà khi mà em để dưới đất em trồng vậy á, là cách chăm sóc như thế nào anh? Thì nói chung là cái này thì nếu như mà nhà mình không có rành thì có thể là mình đưa tới chỗ mấy cái nhà vườn á. Họ sẽ chăm sóc kỹ hơn cho mình để cái giá trị của cây mai chừng sau này thì nó sẽ có giá trị phát triển hơn. Còn ở nhà mình chỉ đơn thuần là tưới cây hay là mình cắt tỉa, cứ thay lá, mình cắt tỉa lá, cắt tỉa cành. Dạ cây này em thấy nhiều cành á. Nhiều cành. Dạ nhiều cành, với là búp bây giờ nó cũng đang nở nè. Đây nè. Dạ. Hoa. Cái này mình về mình chơi là khoảng 3 mùa 1 là nở y bài luôn. Bao nở mùa 1 luôn. Bao nở mùa 1, rất là đẹp, đẹp bất cứ là anh to rồi. Dạ. Theo anh là năm nay là ở quê mình đó là nhiều bông nhiều hoa không? Dạ đây năm nay em thấy là rất là nhiều bông nhiều hoa. Em không phải là dân ở đây nhưng mà em cũng từng ở đây một vài năm thì em thấy là năm nay có lẽ là nhiều nhất. Dạ. Thì hy vọng là quý cô chú quý anh chị ở quê Thái thì có thể xem những video, có thể tới đây là mua những chậu cúc mâm xôi, những cây mai này. Chắc chắn là ngày mai 29 lịch em sẽ qua. Nếu như còn thì em sẽ ủng hộ. Dạ, okay, giờ thì hai anh em sẽ đi dạo tiếp và tham quan. Dạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, nếu ngày mai qua mà vẫn còn cái này thì ủng hộ cho anh. Dạ, okay, dạ. Mà thấy là giá rất là ok. Ừ. Và bên này là thấy phát hiện là có đào nữa. Đào. Cái kia là cái đào anh nhờ. Dạ đúng, cái đào chị. Wow. Cây này là cây hoa đào rồi cả nhà. Cây này à? Dạ. Anh Bốn rồi gặp cây đào bao giờ chưa? Chưa. Đây hoa đào cả nhà ơi, hoa đào thật luôn nha. Lần đầu tiên em thấy cũng thấy hoa đào luôn. Nghe nói là miền Bắc đang rộ hoa đào trên Ninh Hải Sa Pa cả nhà ơi. Đây. À, tới mùa lạnh đó là hoa đào nở rất là đẹp. À, những cái búp chỗ cái này là mấy là búp mà. Dạ. Nếu mà nhìn nó kiểu như mảnh mai dễ thương anh ha. Nếu mà đúng mà ngày mà hoa đào em mà nở ra chắc là nó rực rỡ đúng không ạ? Rất là đẹp. Ừ. Wow, bên đây là nhiều búp nữa anh này. Đây mai nhiều búp nữa nè. Nãy là thấy tưởng là thường là cây mai là mười mấy triệu nhưng mà đi qua anh á, anh nói có 3 triệu mấy, tôi thấy là khá rẻ. Đúng rồi. Và nếu như là ngày mai 29 Tết là chợ đêm thì Thái và gia đình Thái sẽ đi dạo một lần nữa. Là Thái xem thử có cây mai nào đẹp mà vừa túi tiền thì Thái sẽ mua một chậu về. Này búp có lẽ nữa không? Em nghĩ là cây này đẹp hơn cây này. Dạ. Yeah. Cây này búp rất là nhiều. Bên này là có một cây đào mà hoa đào lớn hơn và màu đậm hơn cả nhà. Wow. Đẹp quá.
Nói chung hồi giờ anh cũng chưa biết ho biết mai mà anh cảm thấy là cảm giác là đi ho mai gì anh mới cảm nhận là ho rất là đẹp, mai cũng rất là đẹp luôn. Em này em chấm cái cây này anh Bốn, cái cây đây, bên hông anh nè. Đây này anh. Dạ. Đây này cũng 2 triệu mấy à, 2 triệu rưỡi. Cây này mà 2 triệu rưỡi á, dễ nữa. Cây này là 2 triệu rưỡi đó nha. Giá này. Cây bên này là 3 triệu. 3 triệu. Wow. Chơi cây này là đẹp nè anh. Cây này à. 2 triệu rưỡi là đẹp. Em thấy búp á, búp ra tới tận này luôn. Búp rất là nhiều. Búp rất là nhiều. Nhưng mà hy vọng là phải... 2 cây sẽ còn 1 cây. Ok. Còn cây này là lùng. Cây này là lùng. Nhưng mà nhánh nhiều và tròn. Mình sẽ đi thăm. Cây này mới hơi lạ nè em này. Cây hoa giấy. Hoa giấy hả? Dạ. Được chứ. Mà chú, những cái giá tiền ở trên mà chậu mai là có sẵn đó chú hả? Ủa con thấy có giá 2 triệu rưỡi là 3 triệu là thật luôn hả? Ủa sao thấy rẻ quá ta? Mua được thì mình bớt cho nó một vài trăm. Dạ, là một vài trăm để bằng chuyển xe à, chú. Ồ. Thì là cái đó nó cũng có loại 2 triệu 2, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6 có hết. Wow, 1 triệu mấy cũng có cây mai luôn. Dạ, có. Wow. Ở đây nè. À, dạ. Mấy cái búp này là nở kịp mùng 1 không chú? Nó là y mùng 1 luôn đó. Dạ. À, ok. Em là quyết định là phải qua săn được mai mới được cả nhà. Phải săn được một cây mai mới được. Con cảm ơn chú. Cây hoa cúc. Hoa cúc này là lùng đẹp hơn. Hoa này là mình trao nguyên cặp là thấy nó ngon à. Cúc pha lê. Cúc pha lê. Dạ, cúc này em nghĩ là rẻ hơn. Tại vì nhỏ anh. Bên kia là cây tắc cả nhà. Này. Ồ, cây tắc này là chưa chín à. Cây tắc này anh. Cây tắc này là mua về là quá hợp lý nè. Mùng 1 là chín vàng, là vàng ươm cả năm cả nhà. Tắc cô, trái tắc này siêu to luôn. Đây, quá to luôn. Tắc này mà ăn bánh tráng trộn, bánh tráng trộn với em là đi bài đó. Ồ, trên đây có mấy cây hoa giấy đẹp quá anh. Ồ, có mấy ớt nữa cả nhà. Ớt nào? Ê, trái ớt nè. Ủa? Ớt gì? Ớt này là ớt gì cô? Ớt kiển. Ớt này có cây không cô? Cây. Cây à? Rất là nhiều luôn. Này tắc nữa. Nhiêu cây vậy cô? 60 ngàn một cây ớt cà. Đây. Cái nào cũng là 60. Dạ. Quá trời nhiều cây ớt. Bên này là ớt ớt hiểm. Ớt xanh đó cả nhà. Một cây là của chị, còn một cây kia là của cây ớt này trắng trắng. Là 60 ngàn một cây. À, có một loại ớt mà làm muối ớt xanh rất là ngon, đây là ớt chim. Ừ. Này, ớt này ngày xưa là nhà anh Tư là mọc lên nhiều lắm. Nên nhà anh Tư là bao ớt đó luôn á. Bây ớt cà, ớt mặn. Ớt chuông hả? Ớt mặn á. Ớt cháy mặn á cô. Này, ớt cháy mặn. Là ăn vô mình nghe mùi mặn hay sao ta? Dạ. Dạ, dạ. À, hình dáng đó nha. Hình dáng. Cái ớt này thì ớt cà ấy đó. Ớt cà. Cà chuông á, chuông, rồi gọi ớt cà á. Dạ. Anh cảm thấy là mình vay những cảnh cây ớt là rất là ok á. Tại vì anh coi những anh em ở Sài Gòn chưa ai vay cây ớt rồi. Chỉ là nói chung là khán giả coi một cái kênh Thái Nhập Diễn là có cây ớt là ok nha cả nhà nha. À, bông giấy đẹp chưa anh? Ồ, đẹp quá ha. Đẹp ha. Một màu đỏ luôn, quá đẹp. Màu giấy đẹp. Ô, cái này là lạ. Anh, cái này là cái gì vậy anh? Cây cẩm thạch. Cây cẩm thạch. Đây cái nhà, mà nhiều màu lắm. Ba tầng. Đây cái nhà. Bên này là màu tím này. Mà đứng gần rất là thơm luôn. Thơm không? Bông có thơm không anh chị? Thơm à. Quý màu đỏ nữa. Mình chơi viên năm á. Mua cặp đó về chơi viên năm luôn. Chơi viên năm. Dạ, bông nó nở viên năm, không tàn. Bông nở viên năm không bao giờ tàn. Dạ. Là hoa cẩm thạch. Dạ đúng rồi. Wow. Tiếng một cặp vậy tầm bao nhiêu anh nhỉ?
anh leo 110 triệu phải không? Là một cây là 5 triệu. Dạ. Có người ta tả phố dữ dữ rồi mà ông bán đi cặp. Ừ. Đúng rồi, có đôi có cặp. Dạ. Mà sao em thấy anh ngồi một mình vậy? Bên này là anh cũng có những cây mai nữa nè. Dạ, mua ủng hộ chị. Dạ. À, Thái à, phải là suy nghĩ lại là nên mua tắc hay là mua mai anh ạ? À? Em đang suy nghĩ là nên mua tắc hay là mai gốc là to mà anh nhớ anh rất là nhỏ bé mà nó tinh đồng ngọn rất là đẹp nha. Vấn thì theo. Nhưng mà em nghĩ là cây đó là mới mắc nhất anh ạ. À. Tại vì độ tuổi nếu như mà cái vòng eo á, to á, là độ tuổi á, của cây mai á, là cao. Mà cao là giá càng cao. Yeah. Anh bố phát hiện cây mai kêu em Thái tới cả nhà. Rồi ở nhà thấy không? À, quay gốc nè. Anh ướp thử vòng eo của cây này nhiêu anh bố. À. Nếu mà ấy là phải 2 gang tay không? Hơn á. Hơn à? Hơn. Hơn anh à? Hơn. Hơn. Đó là giá rất là mắc. Tầm 3 gang. Những nghệ nhân sẽ nắng lại rất là đẹp. Cây này em thấy là đẹp nhất luôn, đẹp nhất từ nãy giờ mà hai anh em quay luôn á, rất là đẹp. Thằng rất là to. Còn bên này là, ô anh ơi, anh bố. Cái cây này nó lạ nó nghiêng á. Ừ. Mai đây là mai gọi là mai để anh coi thử là mai nai không? Mai gì à? Mai nai. Là sừng nai hả? Y như nai luôn. Anh bố hay quá. Ô, bên phía bên kia rất là nhộn nhịp luôn. Ừ. Thì theo em nghĩ buổi tối ngày 29, ngày 30 á, hay được gọi là chợ đêm, đúng chợ rồi. Hoa ngày cuối cùng là sẽ rất là nhiều khách hàng đến để săn được những cây, những hoa đẹp nhất để mang về. Hoa này đẹp ghê. Quá đẹp luôn. Anh thấy không? Cúc hầm xôi quá đẹp ha. Đúng rồi. Rất là đẹp. Cái có chú đi. Những cây mai năm nay em vẫn không thấy hoa hướng dương. Gì ạ? Dạ thường mỗi năm là sẽ có hoa hướng dương á anh. Anh nói chung thì mai hoa thì anh chưa biết được. Bây giờ lần đầu tiên anh đi để cho những cây hoa, cây mai. Lần đầu tiên anh đi chợ hoa luôn hả? Đúng rồi. Wow, bên đây có những cây mai nở rồi nè anh. Gì ạ? Dạ, đây. Hoa này là hoa hai lớp hay sao ta, mà cánh rất là nhiều cả nhà. Đây, cánh rất là nhiều luôn và cực đẹp luôn nè. Hoa đẹp. Quá đẹp luôn. Cái gốc rất là to nhưng mà nhánh á, da hoa rất là đẹp. Bên này là cánh to nhưng mà ít cánh hơn cái bên này. Đẹp quá. Ừ. Anh nghĩ những cây mai này sao nó kỳ kỳ á. Nó viên cây mà lên lại nó nhánh nó chi ra. Nhánh ít anh ha. Ừ. Cái này là nghệ nhân, phải hỏi nghệ nhân chủ vườn mai. Đây, bên này là em thấy là khách hơi nhiều cả nhà. Nên anh nghĩ là chợ đêm tối nó mới đẹp đúng không? Nó mới đẹp. Nhưng nó mà mới khách cổ mới đông. Nhưng mà em Thái tranh thủ là quay buổi chiều để quay được ánh sáng đó nha. Cái buổi tối là nó quay lên màn hình nó hơi tối. Đây là hoa dạng thọ nè cả nhà. Một trong những loài hoa mà là đặc trưng của quê Thái luôn. Nhà đấy cũng trồng. Ừ. Ở Phước Thể là sáng là bán hoa dạng thọ khá là nhiều. Hoa đây và nó phù hợp với túi tiền của mọi nhà. Hoa đây trị bệnh được đó nha. Trị bệnh đúng không anh? Ừ. Hoa đây bức mình chơi hết, nói chung mình phơi khô xong mình sáo xong mình nấu nước ra uống rất là ngon. Wow, hay nhờ. Ừ. Thì những cái cặp hoa bạn thọ năm trước nhà Thái mua là 10 cặp, là một cặp là tầm khoảng là 40 cho đến 70 nghìn một cặp thôi, nên là rất là phù hợp với túi tiền mọi nhà luôn. Rất đẹp. Ở đây là chưa nở hết nha anh bốn. Nếu mà dạng thọ mà nở hết nữa thì rất là to bự gì nè. Ừ.
nở hết những cái cánh bung lên, nó rất là to và rất là đẹp. Nên là quê Thái là thường là cả nhà lúc nào, nhà nào cũng mua hoa vàng thọ. Ở trong này là có những hoa giấy có màu tím nè. Có hết rồi. Hoa giấy màu tím. Ừ, đẹp phải không? Đẹp anh ha. Ừ. À, lần đầu tiên anh bốn đi là... tham quan chợ hoa. Đúng rồi, lần đầu tiên. Vậy là năm sau là anh mới vào Sài Gòn, em dắt anh đi tham quan chợ hoa ở Sài Gòn. Yeah. Sài Gòn đẹp lắm, nhiều lắm, rất là nhiều hoa. Vậy ta có là Sài Gòn. Sài Gòn đẹp quá, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Và những cây mai có đôi khi tới vài chục tỷ nữa. Thì anh có coi những kênh những em hoặc như là Dũng rồi đó. Nói chung là có kênh coi hết ấy, có nhiều cây mai 30 tỷ. Ồ. Đây là cây hoa giấy là nhiều màu cái gì. Rất là đẹp. Ừ. Ô trong này có những cây bonsai nè anh. Được, cây đây cây gì mới đẹp mới nè. Dạ. Đó. Bông này bông gì, hoa gì nữa? Em không biết tên. Thì lại là chủ đang tư vấn rất là nhiều khách hàng ấy nha. Trong này là bonsai. Còn bên này là... Đố anh hoa này hoa gì? Ừ. Hoa này là... gì kêu... Lan hồ điệp. Cái gì kêu là bông... Bông gì đây, thường chơi đây. Bông lan. Bông lan gì á. Nhưng mà mắc lắm nha anh. Hai... tầm mấy triệu á. Đây 2 triệu rồi, 2 triệu 2. Cái này là ngày xưa mà để mà quật một cây mía là phải có một cái dao cưa xuống. Ngày hôm nay là có máy hỗ trợ luôn. Cái này em tự sáng chế hả? Dạ ba em sáng chế. Ba em sáng chế hả? Dạ. Ồ, đây đây đây. Đó, thọc vào thọc vô cả nhà. Đó, đứng rồi. Nó đứng nó thọc vào rồi. Anh Phước thử đi. Em có thuê người không? Dạ. Ba mẹ em chứ em đâu biết đâu. Nói ba mẹ em hả? Dạ. Anh ơi có thuê người thọc mía không anh? Dạ. Mạnh lên nha, mạnh lên. Tạo cho cả nhà. Vô, anh bố thử. Để thử. Thọc một cây thử coi. Vô rồi xây nó vô cái lỗ. Xây vô cái lỗ anh. Xây cái. Đó. 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 Quả nhãn đó. Vui bộ. Đó. 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 Anh ơi, anh ấy thôi chứ mà anh ấy mạnh quá là nó vô mía luôn á. Cái này thể dục thể thao luôn á. Thể dục thể thao anh. Ừ. Nhưng mà hơi bị khom lưng nha. Động lực luôn á. Mình phải thọc vô cái lỗ như thế này. Để tìm lỗ, để tìm lỗ. Phải tìm túng cái lỗ mới được. Đó, đâu. Đây là Thái sẽ tới. Có thuê người không anh? Hả? Có thuê không? Có thuê người được không? Thuê hả? Thì cũng có chứ. Chúng ta quẩy mỹ nữ có thuê được. À, anh chỉ tuyển nữ thôi hả? Tuyển nữ không à. Nhưng mà từ 20-25. Mình rút gỡ. Anh tuyển nhân viên nữ là từ 20 tuổi đến 25 tuổi thôi. Mình rút cỡ này được không anh? Bao ăn bao ở. Hả? Bao rút ăn, cỡ này được ở. Không? À, còn á gì còn thì để phải em đung đưa nó thêm. Đung đưa nó thêm. Đó. Anh tuyển nhân viên 20 đến 25 tuổi, nay em 26 tuổi nhất hơn tuổi đúng được rồi, à. Vậy là không được rồi. Nhất hơn tuổi cũng không được luôn. Đúng rồi, không được, tại vì mình khó lắm. Ồ, anh chủ khó lắm đó nha, nhất nhiều tuổi vẫn không được nha. Bao ăn bao ở luôn. Bao ăn bao ở luôn. Nãy giờ anh cảm thấy là em đung đưa cây này như thế nào cũng đây không? Ok rồi. Ok không anh? Rồi em xin cho anh bốn một ly nước mía. Làm thêm cây nữa đi. Rồi. Làm rồi, cho nó có thể thao mà. Anh làm hết là anh phải mua hết nước mía để anh chủ ảnh mới sử dụng hết thì nó mới được. Đây nói chung là cả nhà nha. Ôi anh bốn giờ sức bào mía cắt nhiễu nha. Bên đây là bào mía, còn bên này là anh đang xây nước mía. Cho em 2 ly nước mía ạ. Rồi. Và nhiều tắc. Em muốn hơi chua. Đây là những xe nước mía mà là truyền thống. Ngày nay là có những nước mía siêu tập gì mà bỏ vô cái lỗ đó anh. Nước mía gọi là mía không
Dạ, còn này là nước mía truyền thống nè, là ép truyền thống luôn. Nếu mà cúp điện á là mình quay quay cái này anh nhờ. Quay gì nổi mà quay. Không quay nổi anh. Dạ. Dạ. Ờ. Làm bí bé nước mía vẫn là một nghệ thuật cho cả nhà. Wow. Dạ, là mình quay ngược lại nó ra. Dạ. Bên này là cô đang bán hồ bình lộn đó cô. À vậy chị cho em một đĩa cá viên chiên với hai ly nước mía ạ. Dạ, chị làm liền em nha. Đầu lỡ làm thêm cây nữa. Vô anh ơi. Vô. Vô. Hôm nay hai anh em là cầm một cái máy quay là có ba cái chân là để vô cái bàn là được quay cả hai anh em luôn. Ồ nước mía ngon, em kêu cho nhiều tắc á. Đúng rồi, nước mía ngọt ngào mà. Nước mía này uống là ngọt ngào khi mới trung tâm thành mây. Đây hạt bí. Rồi Thái có kêu là vị cá viên chiên. Ở đây thì Thái nghĩ là khách hơi ít anh ạ. À. Nên là thấy người dân buôn bán ở đây thấy hơi buồn. Tại vì năm nay thời tiết biển á. Okay. Thời tiết năm nay biển nói chung là mang hơi khó khăn em ơi. Tại vì anh có hỏi những người phụ nữ á, tại sao năm nay mấy bà sao mà không đi làm đẹp. À. Mấy bà gần năm nay đói mà anh ơi, khổ năm nay đói làm ăn không nổi. Có nghĩa là anh hỏi là mấy bà phụ nữ hay là anh hỏi vợ anh á? Hỏi phụ nữ luôn nha. Hỏi những mấy đứa em gái cùng làng cùng xóm á em. Dạ. Rồi em hỏi là sao em đi làm đẹp rồi Tết Tư mà sao em cứ tóc tai rồi sao chưa có màu gì lên ha. Nói chung là cuộc sống khó khăn anh ha. Hay là cá viên chiên. Anh ơi em ăn xong anh tiễn em luôn được không? Mô Phật. Anh tiễn em làm phục vụ hay là anh muốn ai là... nước mía? Hơn tuổi là không tiễn được. Tiễn là đấy anh cũng chết á. Anh chủ vui tính lắm, thấy thích chọc. À, cá viên chiên. Uống nước mía ăn cá viên chiên. Ngắm hoa bắt đầu là chuẩn bị là đèn lên. Đèn lên. Ngắm hoa lệ rơi. Bài hát á, bài hát gì á? Lệ rơi, ca sĩ lệ rơi. Em ngồi đây nãy giờ không chú ý nha, anh mới chú ý là mới thấy ông ba mới chạy ngang qua á. Chạy à, chạy luôn rồi. Được. Là ông ba mới vừa chạy qua chắc vô nhà chú Sáu nhậu á. Ừ, vậy á. Rau chua ngon. Được không? Rau chua ăn hộp lợn ngon á. Quá ngon rồi. Ngon. Ngon. Nóng. Để hai em suy nghĩ là nên mua mai hay là mua tắc. Chứ anh sao? Nên nghĩ là mai thôi. Mai, ok. À mai. Ngày mai. Mua mai thì ngày mai quay lại. 29 âm lịch quay lại. Đúng Thái rồi. Sẽ dắt mẹ với lại Bí Sam là con của Thái cho nó đi tham quan vườn hoa nhộn nhịp và chụp những cái tấm ảnh lưu niệm. Và bây giờ chắc em Thái cùng với anh Bốn cũng sẽ kết thúc video tại đây. Và hy vọng quý cô chú với anh chị sẽ yêu thích kênh Thái Nha Biển, ủng hộ cho Thái một lượt like và một lượt chia sẻ hoặc cho xem video. Hôm nay thì hai anh em ngồi ngắm mọi người đi mua mai rồi, tại vì trời cũng đã sắp sập tối rồi, đèn cũng bị lên rồi. Thì ở nơi đây đó thì không có quán ăn nào cả cả nhà. Cho nên là hai anh em là ăn bánh cá viên chiên, uống nước mía. Vô cả. Vô. Anh có lời nào nói với quý cô chú à, đây là video trở lại của anh Bốn Đại Dương không? À bây giờ chào cả nhà đang. Tại vì vừa rồi em Thái cũng vô Sài Gòn vì công việc thì em Bốn thì ở về quê thì cũng có lo một chút đỉnh cái gia đình ở nhà, nói chung là trang trí nhà hoặc như là nói chung là làm ăn để kiếm tiền để nuôi gia đình rồi trang trí nhà Tết đồ cả nhà. Bây giờ anh Bốn trở lại cả nhà nhớ vô kênh Thái Nhà Biển và cho em nó là một subscribe với lại cho theo kênh em nói rất là nhiều cả nhà ơi.
Rồi, giờ thì là anh bố sẽ hy vọng sẽ những video sắp tới là anh bố cũng sẽ đồng hành với lại em Thái Nga Biển ra những video rất là hay. Hy vọng quý cô chú sẽ yêu thích hơn hai anh em. Bây giờ là cuối clip, hai anh em chúc cả nhà đón một năm mới an khang thịnh vượng nè, vạn sự như ý nè, tấn tài tấn lộc và tấn bình an. Giờ bye bye mọi người, vào clip sau. Bye bye.